Ngày 4 tháng 10 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là hội nghị quy mô cấp quốc gia, có sự tham dự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng sự hiện diện của hơn 3.500 đại biểu. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn Quốc tế Vietinbank tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau 30 năm, doanh nghiệp FDI là một bộ phận không thể thiếu của kinh tế Việt Nam. Việc mở cửa thu hút FDI là chủ trương đúng đắn, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài song hành cùng công cuộc đổi mới, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng tầm vóc vị thế của Việt Nam. Đồng hành cùng với sự thành công của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, không thể không nhắc tới sự hợp tác và hỗ trợ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tài chính của Vietinbank, một ngân hàng với tiềm lực tài chính vượt trội, cơ cấu cổ đông vững chắc, mạng lưới rộng khắp, am hiểu thị trường và có tiềm năng rất lớn về kết nối doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, Vietinbank tiếp tục dẫn đầu thị phần cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp FDI với tổng quy mô dư nợ và nguồn vốn của nhóm khách hàng này vượt hơn mức 2 tỷ đô la Mỹ. Thị phần cho vay chiếm khoảng gần 20% toàn thị trường. Bên cạnh hội nghị chính thức, gian hàng FDI của Vietinbank tại triển lãm giới thiệu thành tựu 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng thu hút được sự quan tâm của các khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước tới tiếp xúc, tìm hiểu để đặt mối quan hệ hợp tác trong tương lai. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.